Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một cái video để giới thiệu một mẫu sản phẩm mới. Mẫu này trước của Tùng Nguyễn cũng đã làm rồi, nhưng mà cũng một thời gian Tùng Nguyễn không nhập được hàng. Bây giờ đã có một mẫu mới về để phục vụ tất cả các anh em. Mẫu này là mẫu KB612, KB600 của JBL. Mẫu này lắp cho thùng KB6012 nha các bác nha. Và mẫu này của em thì phân tần này nó đi liền theo mặt hậu. Các bác nắp thùng rất là nhàn, không cần phải mà hàn hậu mà nó đi kèm thì hàng cũng rất là chất. Hậu của nó đều là hậu lưu trích đấy ạ. Hậu lưu trích. Đây là mặt sau của hậu nhé. Còn đây là mặt trước đấy ạ. Mặt trước ở trong thùng đây. KB612, đường in là đường vào. NF. Con này không ký hiệu là VK mà LF ạ. NF là đường bát nha các bác nhá. Dương âm đây ạ. Còn HF thì nó sẽ là đường tép. Phân tần này nhìn cũng rất là chất vì nó đi kèm theo mặt hậu. Gồm hai con tụ và hai cuộn tản nhiệt và hai con trở và thêm một con tụ nhỏ ở đây, hai con trở sứ rất là to và đẹp. Phân tần này là KP612, chuyên lắp cho thùng 6012, mà các bác muốn dựng thùng thì nó cũng rất là nhàn, nó không phải hàn mặt hậu đấy. Rất đẹp phải không các bác? Mẫu này là mẫu phun đơn nhá, một bát một chép kèn. Vì các bác, nhiều bác không biết làm mặt hậu hàn cái rắc niu trích ở trong đây này. Rắc niu trích nó có một cái bảng mạch con này này. Nhiều bác không biết hàn nên thế nên là Tùng Nguyễn phải nhập cái loại có luôn cả mặt hậu để phục vụ các bác khi các bác muốn dựng loa mà nó dễ dàng hơn, không cần phải đến hàn mặt hậu. Hàn mặt hậu người có người biết, có người thì không biết. Con này thì về các bác chỉ ốp vào là xong. Còn đường dây ở đây thì các bác cứ hàn cho mình. Dương âm. Đây là đường tép. HF là tép, LF là bát. Phân tần một bát một chép kèn của hãng 6012, KP612. Hàng chuẩn của nó thì là KP6012, nhưng mà hàng này là hàng của Trung Quốc lắp ráp nên thì nên nó chỉ có tem là KP612 thôi nha các bác nha. Đấy, Tùng Nguyễn xin dừng video ở đây. Bác nào có nhu cầu đến cái mẫu phân tần mà KP612 này, chuyên lắp cho loa full đơn một bát một chép kèn của mẫu JBL, thì đặt hàng bên Tùng Nguyễn Audio theo số điện thoại 0972 068 11. Các bác nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tùng Nguyễn. Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn các bác trong một clip sau và mới nhất của Tùng Nguyễn.